phủ và ngân hàng trung ương các nước khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á rất đau đầu tuần qua. Chưa bao giờ câu nói Trung Quốc hắt hơi, cả thế giới bắt đầu cảm lạnh lại được chứng minh rõ như vậy. Nhất là các khu vực châu Á vốn phụ thuộc chặt chẽ vào chuỗi cung ứng liên quan đến Trung Quốc. Để lượng hóa sự phụ thuộc đó thì chúng ta hãy cùng nhìn vào biểu đồ đầu tiên về lĩnh vực sản xuất chế tạo trong báo cáo mới nhất của ngân hàng Standard Chartered về tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế khu vực châu Á. Và nhìn vào biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy là trung bình các nền kinh tế